Hôm tu tu do and like and subscribe. Hôm nay mình nói không, mình hướng dẫn mọi người nhận 15k body xài 3G trong vòng 3 ngày nha mọi người. Chỉ bằng việc mình gửi tin nhắn. Đầu tiên mọi người vào phần tin nhắn nè. Khoan, mọi người chờ chút nha. Mọi người vào tin nhắn Messenger của mình nè. Khoan. Rồi, mọi người nhập tin nhắn. Mọi người nhập tin nhắn là 15 năm. Vậy là rồi. Mọi người gửi qua SMS nè. Phan để chọn sẽ sim. Nhớ sim sẽ diệt theo mới được nha mọi người. Chết. Quỷ đi. Chưa, để mình gửi lại. Gửi nhớ xin việc theo mới được nha mọi người. Xin việc theo mới nhận được tốc độ 3G xài được trong vòng 3 ngày miễn phí. 15 năm gỡ đi chọn tin nhắn việc theo. Rồi. Phan để mình chờ chút nó trả tin nhắn về ha. Chưa gỡ được. Nhắn để thử lại. 15 năm. Sự kiện này của nội ngoại gì mình cũng không biết nữa. Gỡ chưa gỡ được, kỹ tự đến cái nữa rồi mọi người. 15 năm lấy mát nên lựa chọn của tôi rồi, tôi cho phép chưa gỡ được nhắn nữa. Chọn việc theo. Kỹ tự. Rồi, chắc may mình hết tiền rồi nè mọi người. Đem kiểm tra. Mọi người còn tiền thì ấy nha. Đây mình kiểm tra cái máy. Xem việc theo mình không biết còn tiền không. Anh em gỡ tốn phí có khoảng 200 đồng à. Sao 101 thăng. Rồi. Việc theo. Chắc không còn một cách luôn quá. Bởi vì gỡ tin nhắn không được. Ấn tiền cái tài khoản gốc của quý khách là 12.900. Ủa còn tiền mà sao mà được. Em gọi lại coi. Để mình gọi lại cái nữa nghe mọi người. Nè tất cả mọi người, mình mới gửi là nó được nè mọi người. Bạn nhận được 100 MB data tốc độ cao mỗi ngày và 5.000 đồng vào tài khoản khuyến mãi. Xem không giới hạn nha mọi người. Hôm qua. Hiện tại qua gì theo. Anh em chọn một cái tin nhắn đi là có 3G xài thoải mái nha mọi người. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký và theo dõi cập nhật những video tiếp theo của mình. Mình rất cảm ơn tất cả các bạn đang xem video và đang theo dõi ủng hộ mình. Đây là một lời thành thật. Cảm ơn tất cả anh em.